Các bạn thân mến, thì cây lan này thì nó đã nở hoa. Cây này thì lá nó rất là to, rất dày. Các bạn thấy đấy, đây lá dày, rất dày này. Cái này nó chạm vào đây là nó bị cái thân này thì nó đã cắt làm kia. Cây này hôm trước là tôi đưa lên là 1,5 triệu thì chưa bạn nào sưu tầm. Thì bây giờ tùy tôi lại đưa đây nó nở hoa rồi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Lá rất là dày. Nó có hai mầm gốc. Hai mầm gốc rất to. Đấy thì cái này nó trồng thì cây rừng. Ba cái mầm năm ngoái thì là nó ra rất to. Như ba cái thân của năm ngoái. Và nó lên một cái thân này thì thân hoa. Thì cái này hoa của nó cũng rất khá đẹp. Bây giờ buổi chiều này nên là nó cái độ cúp xuống là ấy rồi. Đấy các bạn nhìn phía trong là nó đấy, hoa của nó là như thế. Còn đây cái bông bên này đây, thì bông này là nó mấy bông này nó nở trên cái thân này, nó bị thân này thực tế là cái thân này nó không phát triển mới này các bạn này. Còn cái thân bên này thì nó đã cắt làm kia rồi. Thì cây này chỉ chơi dòng thân lá thôi. Đấy thì cái hoa bên này đây đấy, thì hoa nó khá là đẹp các bạn đấy, nhìn các bạn nhìn đấy, hai bên nó như là mắt xước ạ. Đấy mắt của nó tím tím một tí thôi, thì nó thực tế nó màu nó hồng hồng chứ không phải tím. Còn cái chấm đỏ đỏ đen đen kia nó rất là bé. Đấy đây là nó còn bông này nó chưa nở hẳn nhá. Đấy bông của nó khá là đẹp. Thế này cây này chơi dòng thân lá thì bạn nào sưu tầm thì cây này 1.500.000 đồng. Sưu tầm dòng thân lá rất là to. Nó mới lên được đoạn này thôi. Còn rễ nó bám rất chắc rồi. Thì bạn nào sưu tầm thì cái cây này sẽ nhấc ra vì cái chậu này tương đối là nặng, hoặc là bạn nào sưu tầm cái chậu này thì các bạn phải đầu tư thêm cước, thì cái chậu này nặng này thì cước cũng phải 100.000 hơn 100.000 nữa. Đấy hoa của nó thì là khá đẹp, cánh của nó thì cũng hồng 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 như các bạn, trong cái xước của nó rất rõ này. Đấy cây này thì hoa thế lá thế, cây này chơi thân lá là rất là đã. Thì cây này thì tôi hôm trước tôi đã đưa 1,5 triệu nhưng mà hôm đấy nó chưa nở hoa, hôm nay tôi đưa hoa lên thế. Thì bạn nào sưu tầm thì các bạn nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Thì cái thân này nó được hơn 10 cm, hai mầm rất là mập, lá rất là dày. Đây các bạn nhìn những cái lá gốc của nó này. Còn lên đây lá nó cũng bắt đầu nó lá trên này nó to các bạn thấy chưa? Đấy. Đang lên rất là mạnh. Còn đây cái lá cũ của nó vàng ươm. Cái thân này nó đã cắt rồi. Đấy, video này tôi làm đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.